thưa quý vị và các bạn, trong khung giờ tiếp theo của chương trình Cà phê ngày mới sáng ngày hôm nay, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật đã được báo chí đăng tải. Đầu tiên sẽ là tờ báo tuổi trẻ. Thưa quý vị, trao đổi với báo tuổi trẻ sau trận mưa lịch sử vào chiều 29 tháng 5 vừa qua, khiến hầu hết các quận trung tâm của thủ đô Hà Nội bị ngập sâu trong nước, giao thông thì bị tê liệt. Nhiều chuyên gia cho rằng cần phải dừng ngay việc lắp áo hồ tự nhiên, đồng thời sớm quy hoạch không gian đô thị ngầm, trong đó có việc xây bể chứa nước. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Hà Nội, trong những năm vừa qua, thành phố đã có đầu tư lưu vực trung tâm bao gồm cả thoát nước và xử lý nước thải. Tuy nhiên, các vùng khác chỉ mới đầu tư một cách lẻ tẻ và chưa có tổng thể. Giới chuyên gia thì cho rằng, làm bế ngầm không chỉ chống ngập úng lúc mưa mà còn tích trữ nước lúc hạn hán. Về vấn đề đặt ra trước mắt, cần phải hạn chế bê tông hóa đường phố Hà Nội. Nhiều tuyến đường của thủ đô với những toàn là tòa nhà cao tầng nhưng chưa tính toán hết được cống ngầm. Bây giờ vẫn là hệ thống cống cũ và chưa kết nối hài hòa để làm quy hoạch cần phải có bản đồ ngầm nhưng đến nay Hà Nội vẫn chưa có. Muốn chống ngập thành công thì về lâu dài cần phải có quy hoạch không gian ngầm đô thị. Chuyển sang một bài viết đáng chú ý liên quan tới lĩnh vực y tế. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét cho ý kiến về việc lập trung tâm mua sắm tập trung thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế cho ngành y tế công trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố hoạt động độc lập khách quan để thực hiện một cách minh bạch và thống nhất về giá. Tờ Thanh niên trích dẫn ý kiến của nhiều chuyên gia cho rằng, đề xuất này có thể dẫn tới xuất hiện tình trạng thiếu công khai, minh bạch trong mua sắm vật tư y tế, khó khăn cho người dân trong việc khám chữa bệnh. Từ trước năm 2013, các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được đấu thầu riêng lẻ. Điều này dẫn đến mỗi nơi trúng thầu một giá, dù cùng chủng loại, đó là bất cập, dẫn đến khó khăn trong thanh toán bảo hiểm y tế, chưa kể có sự không minh bạch. Năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã từng ra quyết định giải thể trung tâm mua sắm do thiếu con người đủ chuyên môn, thiếu cơ chế chính sách đồng bộ và những bất cập về sử dụng thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế của từng đơn vị mà không thể cua hết về đấu thầu một nắm trong mùa sắm tập trung. Theo một chuyên gia về đấu thầu, Bộ Y tế và các ngành muốn kéo giá thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế trở lại giá thực của nó và mua sắm đồng nhất giá trên toàn quốc. Nhà nước đã ra rất nhiều công cụ kiểm soát giá như là yêu cầu doanh nghiệp kê khai giá nhưng không được bán cao hơn là kê khai. Còn ai kiểm tra giá kê khai của doanh nghiệp? Đó là Bộ Y tế và Bộ Tài chính chứ không thể nào bắt các bệnh viện kiểm tra. Khi các công cụ kiểm soát giá tốt thì cứ để các bệnh viện tự đấu thầu hay hơn. Ai sai ở đâu, xử lý chỗ đó. Thưa quý vị, thì các bạn, dù được pháp luật quy định rất rõ ràng về các hành vi trục lợi từ việc mang thai hộ, mua bán giống người, nhưng thị trường ngầm này vẫn diễn ra một cách trầm rộ và ngày càng phổ biến, thậm chí còn được coi là một thứ nghề hái ra tiền. Phóng viên của báo lao động đã thâm nhập một đường dây ngầm trục lợi từ việc mua bán những đứa con tiền tỷ của dịch vụ đẻ thuê tại Hà Nội. Tham nhập vào chợ mạng có hàng chục ngàn tài khoản tham gia. Phóng viên được môi giới cho biết nếu chấp nhận mang thai hộ thì số tiền nhận được sẽ vào khoảng 300 triệu đồng. Còn chỉ hiến trứng thì người hiến nhận số tiền bồi dưỡng cao nhất là 30 triệu đồng. Đối lại phải tuyệt giao với gia đình, bạn bè ít nhất 10 tháng và đối mặt với nguy hiểm tiềm tàng liên quan đến tính mạng. Giá cho mỗi lần bán trứng là từ 18 đến 20 triệu đồng tùy vào hàng có giấy tờ, bao gồm chứng minh thư và giấy chứng nhận độc thân hay không trong quá trình ghi nhận phóng viên gặp gỡ nhiều người phụ nữ đồng ý mang thai hộ và bán trứng đa số họ đều chia sẻ một trong những nguyên nhân khiến họ quyết định tham gia hoạt động này là muốn có tiền có cơ hội thay đổi cuộc sống hay chỉ là muốn có thêm thu nhập để trang trải phí sinh hoạt nuôi gia đình và thậm chí là đóng học phí dù biết rằng việc mang thai hộ hiến trứng có thể đem lại cho bản thân cũng như những đứa trẻ nhiều hệ lụy kèm nguy hiểm nhưng đa số họ đều khẳng định và trong tâm thế sẵn sàng tinh thần bán đi những giọt máu của chính mình Thưa quý vị và các bạn, những vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây lại tiếp tục sóng lên một hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực học đường, vấn đề nhức nhối bấy lâu nay của ngành giáo dục. Tờ Đại đoàn kết cho rằng với những sự việc như trên thì đừng phán xét một chiều. Chuyên gia tâm lý nhận định khi những vụ bạo lực học đường được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội, mọi người có xu hướng mải mê đi tranh cãi đúng sai mà quên rằng những đứa trẻ mới là nạn nhân và cần bảo vệ trong đó có cả những đứa trẻ thực hiện hành vi bạo hành và bị bạo hành thì đều tổn thương điều đó càng cho thấy chúng ta chưa có một quy trình bảo vệ một cách toàn diện về mặt sức khỏe tinh thần cho các con các trường ngay lập tức cần có một hệ thống sàng lọc xác định các nhóm nguy cơ và có chương trình giáo dục về phòng chống ứng xử như thế nào khi gặp bạo lực học đường cho học sinh thiết lập ngay những cơ chế phản ứng nhanh và xử lý với những vụ việc bạo lực học đường ngoài ra hạn chế và ngăn chặn bạo lực học đường cần sự tham gia và phối hợp từ tất cả các bên trong đó vai trò chủ đạo là của gia đình và nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã vừa hoàn thiện dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc trên cơ sở cập nhật Bộ Quy tắc hồi năm 2015. Báo Pháp luật Việt Nam chỉ ra rằng có nguy cơ quy tắc cho vui. Theo đó năm 2015 lần đầu tiên các cơ quan quản lý đưa ra bộ quy tắc phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, khuyến nghị áp dụng cho toàn thể các doanh nghiệp, song khó khăn để bộ quy tắc đi vào thực tiễn là doanh nghiệp không sẵn lòng thực hiện, khi không phải là văn bản pháp luật không có chế tài, cũng chẳng có tổ chức nào có đủ thẩm quyền và đủ người để đi điều tra phân xử phán xét có quấy rối hay là không. Một vấn đề quan trọng khác là chưa có thống kê đầy đủ và cập nhật về tình trạng quấy rối nơi làm việc tại Việt Nam. Trong bộ quy tắc có quy định quấy rối tình dục phi lời nói, gồm dùng ngôn ngữ cơ thể, nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, biểu hiện không đứng đắn, dùng cử chỉ ngón tay. Không ít người cho rằng nếu quy định quấy rối tình dục là dùng ngôn ngữ cơ thể, nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, biểu hiện không đúng đắn, thì chung chung quá, khó hiểu quá, thậm chí là sẽ có trường hợp bị quan sai. Vừa rồi là những bài viết đáng chú ý mà chúng tôi đã điểm qua để gửi tới quý vị và các bạn trong tiểu mục điểm báo. Và nếu như muốn xem lại tiểu mục điểm báo thì quý vị đừng quên là chúng ta có thể truy cập vào fanpage kênh VTC9 hoặc là kênh youtube VTC9. À, bên cạnh đó thì nếu như có bất kỳ những câu hỏi, những thắc mắc, những hình ảnh kiến nghị nào muốn gửi tới chúng tôi thì quý vị và các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 090 18 12 999 hoặc là có thể gửi thư tay về địa chỉ kênh VTC9 tầng 7 tòa nhà VTC 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.